Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu cho các bác niềm nút 3 chiếc xe đạp là dòng Nhật bãi mà em mới về trong cửa hàng em ngày hôm nay, ngày 9 mùng 10 tháng 5 năm 2019. Thì đó là 3 chiếc xe đạp Nhật bãi luôn và một loại dài đánh giá chi tiết của những chiếc xe đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây thì là 3 chiếc xe đạp bãi Nhật. Chiếc đầu tiên là chiếc Touring Fuji, hiệu Fuji. Fuji này là hiệu của thương hiệu của Nhật, tên phiên âm nước ngoài đó là Louis Phú Sĩ. Fuji là Phú Sĩ đấy. Chiếc tiếp theo là chiếc Doppelganger. Chiếc thứ hai và chiếc thứ ba là chiếc hiệu Calondale, là hiệu này là hiệu của Canada. Đầu tiên em sẽ đi qua chiếc thấp tiền nhất, đó là chiếc Doppelganger. Đây là hiệu Doppelganger. Các bác có thể lên Google gõ thêm cái tên này để mà biết thêm thông tin chi tiết Doppelganger. Đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, các cái tem Nhật rất là nhiều. Thì những cái xe sử dụng tại thị trường Nhật này thì hầu như cấu hình nó chỉ vừa vừa thôi. Đùi tất cả các con sơn của chiếc xe thì những cái xe bãi Nhật này thì không thể tránh khỏi sắt xước nhiều đó, mà về nói chung thì sơn cũng khá là còn ok, chấp nhận được. Màu đỏ đen, chiếc xe này trang bị cấu hình phanh 3 mảnh máy ơ nhôm 3 đĩa 7 lít và đĩa 7 lít để tua lây, Shimano tua lây. Tay chỉ cầm chuyển số của chiếc xe là tay vặn 3x7 tốc độ, màu đỏ đen. Chiếc xe đang trong quá trình hoạt động tốt và chiếc xe này em đang bán với giá 4.800.000 báo ship toàn quốc. Chiếc xe bán với giá là 4.800.000 báo ship toàn quốc cho các bác. Chiếc xe tiếp theo thứ hai đó là chiếc xe Touring hiệu Fuji, con này thì cao cấp hơn. Đủ đĩa là 3 tầng, nhiều răng, đủ đĩa này là đạp đường trường cũng được. Đề là đề bộ chuyển động là đề Anivio cộng với líp thả 8 tầng, vành Alex Rim 2 lớp, cũng đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Fuji. Về phần sơn chiếc xe thì em đánh giá là khá là còn đẹp so với những cái xe bãi Nhật. Size của chiếc xe là size 17, tức là từ khoảng cách từ tâm này đến đây là 17 inch. Về Formula, đây là một hiệu Mayer khá là nổi tiếng trong cái dòng bãi xe bãi Nhật. Vành Alex Rim 2 lớp, đủ đĩa 3 tầng, líp thả 8 tầng. Sơn zin nguyên bản. Trên tay cầm của chúng ta là chúng ta có một cái tay bộ tay bấm xả Alivio. Alivio. Chiếc xe này em đang bán với giá là 6 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Và chiếc xe cuối cùng đó là chiếc Calondale. Thương hiệu này là một thương hiệu của Canada. Về phần sơn thì có một chút chảy xước, xe bãi Nhật thì không tránh khỏi. Không thể nào mà đẹp toàn bộ được, nếu mà không bắn tút ở đây tất cả là xe của em là nước sơn nguyên bản hết. Đùi đĩa Shimano 3 tầng. Đề là đề xe là Antut, nít thả 8 tầng. Vành này, cả lông đều hết. Tất cả nguyên zin.
vành 700C. Hai lớp, double vua là hai lớp. Cái càng đằng trước của cái xe là càng nhôm. Đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Con này là Quick 4. Calondeo Quick 4. Tay bấm xả. Shimano 8 tốc độ. Chiếc xe này em đang bán tại cửa hàng với giá là 7 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này, không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm
Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.